rất ít người xem, nhưng không sao. Hôm nay mình có 3 người xem, ngày mai mình có 5 người xem, ngày kia mình có 10 người xem. Mình phải nỗ lực, mình phải cố gắng, bởi vì không ai, bây giờ các bạn không phải là sao showbiz, các bạn live stream cái có 100 người xem này, không có chuyện đấy. Thì điều đầu tiên là tôi muốn các bạn về nhà live stream nha. Lời khuyên của tôi là, thứ nhất, lịch live stream phải cố định. Muốn tạo ra được một thói quen mua hàng thì phải có lịch live stream cố định, hiểu không ạ? Chứ còn như tôi ấy, tháng live stream một số, bọn nó không thể biết đâu một lần, hôm nào ông rỗi. Còn mình sống bằng nghề đấy thì mình phải gì? Cố định. Cố định là thế nào? Tối nào tôi cũng live stream từ 9 giờ đến 10 giờ, đúng khung giờ đấy. Hoặc là tôi bận thì tôi làm sớm hơn, từ 8 giờ đến 9 giờ. Hoặc là sáng từ 9 đến 10 giờ, chiều từ 2 đến 3 giờ. Hoặc thậm chí có những người là live stream cả ngày. Đấy là thời gian. Có những đứa nó sống bằng nghề bán hàng trực tuyến, nó live stream cả ngày luôn mà. Live stream bán được hàng cực kỳ tốt luôn. Cực kỳ tốt. Thứ hai là phải có kịch bản. Kịch bản là thế nào? Các chị có biết live stream là thế nào không? Biết rồi đúng không? Lên đấy không biết nói chuyện với người ta, cứ nhìn nhau cười trừ à? Đúng không ạ? Phải có kịch bản. Là hôm nay mình sẽ nói về cái gì? Mình sẽ dùng cái chiêu thức gì để thu hút người ta vào? Quà tặng là gì? Tặng đầu giờ, tặng giữa giờ, tặng cuối giờ như thế nào? Có thấy bọn bán mỹ phẩm nó chưa có trò là gì ạ? Cao thẻ. Cút xe và group cao thẻ, để lại số điện thoại cao thẻ. Các bạn biết cao như thế mà tối hết bao tiền? Ví dụ bạn cào 20 cái thẻ 20 thì mới hết có 400 mà. Mà có khi bạn bán được một đơn hàng là hòa luôn. Với những sản phẩm lợi nhuận cao ấy, bán đơn là hòa luôn. Thì có cào không? Cao cần trước. Mà nó có 20.000 bắt nó cái gì chả được. Không, bọn nó làm đấy. Bắt like, share, tag rồi thì xe và group bọn nó làm đấy. Chồng chồng à? Chồng tre à? Thế thì mình cứ những người chất lượng, họ không like xe nhưng họ vẫn thích có người xem đâu, thì mình lấy cái đám lâu nhau đấy để làm nền cho mình, đúng không? Thế bây giờ vào live stream thì cái mắt hiển thị ấy, số lượng người xem là không. Tức là mỗi mình live stream và mình xem mình ấy, đấy, câu hỏi có ai có câu hỏi chưa mà? Có ai đặt câu hỏi chưa mà? Và mãi cái đấy là em ngủ đấy ạ. Thế thì có bọn trẻ con đó là nó mới chị sinh nhờ. Thế là vui đấy. Quà tặng phải có mẹo một tí để đông được xem. Đông nhá. Cứ người này xem người kia xem, ngày mai hôm nay có thể qua thôi, nhưng ngày mai cái đứa sau đấy nó xem video của mình, biết đâu nó lại thành khách hàng. Mà mình live stream xong mình lại nhớ cái bài là gì? Đào cái video để up lên YouTube. Cũng được đôi việc luôn nhé. À, thật này, về bắt đầu nói nhau nên là tí nhân tối chốc về phải làm. Tốt đấy. Rồi, có kịch bản nhá. Có một số kịch bản này gợi ý luôn này. Thứ nhất là kịch bản đấu giá. Kịch bản đấu giá, mọi người có biết làm đấu giá không à? Ngày xưa tôi bán đá quý, tôi bán đấu giá bằng live stream. Vào Facebook, à vào YouTube tìm bán đấu giá live stream đá quý nhé. Trò đấy cực kỳ hay luôn, tôi là người bày ra cái trò đấy, và bây giờ thích các bọn bán đá quý làm. Tại vì các anh chị biết là đá quý nó không định được giá. Thứ duy nhất mà tôi biết ở trên thị trường này là đá quý không định được giá. Vàng định được giá, kim cương định được giá, nhưng đá thì không. Thế cho nên là nó cứ giá khởi điểm là gì? Do mình. Giá bán là gì?
do mình quyết định hết. À. Thế là bắt đầu là gì ạ? Bán sản phẩm này giá khởi điểm là 0 đồng. Được chưa? Mức giá là 10.000. Đề nghị mọi người vào trả giá. À, tối nay về làm thử. Rồi làm đi. Thế là bắt đầu bọn nó sẽ làm gì? Đúng luật của mình, nó sẽ thả 10.000. Sau đó tiếp theo nó thả 20.000. Nó thả 50.000, 30.000 đấy. Và mình sẽ ước lượng được mức giá nào mình sẽ bán. Ví dụ giá sản xuất của mình là bao nhiêu đấy. Không tiện nêu giá thật của mọi người rất là đẹp. Ví dụ mình ước lượng là bao nhiêu tiền mình có thể bán được thì chị em mình vào gì trả đến cái mức đấy, xong ngồi yên để thằng tiếp theo nó vào nó trả. Ngày xưa tôi bán trò này cũng chủ chết được, trò này quay video mà lộ hết bài. Ngày xưa tôi có trò là tôi là người làm nhà cái đấu giá mà. Nhưng mà cái nick để trả giá là tôi luôn cầm hai cái nick để trả giá. Từ tay tôi ngồi cầm thôi. Nếu ai mà trả dưới cái giá mà tôi muốn bán ấy là không bao giờ mua được. Bởi vì người mua được là chính là tôi. Nhưng mà bạn làm sao biết được? Thì tôi dùng nick ảo mà. Hay là tôi vào, tôi bảo Trang vào thả cho anh. Ví dụ anh bán này 200.000 nhé, vào thả cho anh 200.000. Thế là đứa nào giả dưới 200 không mua được. Thế cái Trang mua được có nghĩa là tôi không phải giả hàng, đúng không? Cái Trang lại vào anh vào thả cho em, đúng không? Thế là cứ cho chị em vào mua đẹp. Nếu mà đấu sắp hết giờ không có cái giá đấy, Phan Anh lại vào trả cái giá nhưng không phải bán. Cứ bán đi bán lại nó sẽ có phiên bán được. Nhưng mà mình xác định cái giá mình sẽ bán, còn đừng có chơi kiểu như thế quá. Mình phải có một vài phiên mình thiệt. Ví dụ như là người ta không trả 50-100 mình cũng bán thì người ta mới thấy có phiên mua phiên bán chứ. Phiên nào thấy Phan Anh vào dựng tường đấy, mai nó bỏ lắp Phan Anh luôn. Nó bảo con này làm ăn như thiên. Tôi làm, tôi nói chị nghe, không một ai phát hiện là đâu là nick của tôi. Tại vì sẵn sàng có những phiên tôi để cho mọi người thắng mà. Mà thực ra mọi người thắng là tôi đã có lời rồi. Vì bán đá, tôi đi bán đá tôi mới biết mà. Không có giá. Mọi người hay đeo cái nhẫn ruby, đá ruby, không biết có chị nào đeo. Ngày xưa tôi không làm, tôi không biết, tôi tưởng cái đấy đắt mấy chục triệu. Tôi bán một viên to đúng vào ngón chân cái, 7 triệu. Mà vẫn lãi một nửa. Thế thì bọn nó giá khủng khiếp. Nó lãi khủng khiếp luôn. Bán một cái viên đá ruby tất nhiên nó không được đẹp lắm. Tại vì đá là nó định giá theo hình dạng và theo màu sắc và theo tuổi đá. Cái viên đấy không được đẹp lắm, to đúng bằng ngón tay cái như này. 7 triệu vẫn lãi nữa. Mà cái thằng mua thì cứ suýt xoa cảm ơn anh rối rít. Tôi sẽ thật, bởi vì sao? Bởi vì nếu mà các chị cầm viên đấy đi ra ngoài đô di nhá, không dưới 30 triệu luôn. Đấy. Nó lãi lắm. Đấu giá, đấy là hình thức đấu giá. Đấu giá là gì? Giá tăng dần. Luật là do ai quyết định? Ừ, do mình. Nhá, mình đưa ra luật là gì? Mức giá là 10.000 đồng, mức giá là 20.000 đồng, nhưng không thấp hơn 50.000. Đứa nào giả dưới 50.000 không bán. Đúng không? Bởi vì luật là do mình. Luật thay đổi thoải mái. Phương pháp đấu giá thứ hai là cứ live stream bán thôi. Có bé nó live stream bán kinh khủng luôn, nó bán son ấy. Có bé nó live stream bán son, nó live stream nó pha son, trộn son, đóng son như nào xong nó bán đông lắm. Thế mà bọn nó mua được kinh hãi thật, đông kinh khủng luôn, mua rất nhiều nhé. Nếu mà live stream mà mọi người có duyên một tí ấy, nói chuyện hay thông minh ấy, bán rất tốt luôn. Mấy thằng bán phong thủy, bán đá, xin lỗi, bán phong thủy, bán đá phong thủy thì nó sẽ live stream bằng cách này này, là chuyên tư vấn về tử vi. Các bạn hãy để chụp ảnh, ví dụ trai thì tay phải, gái thì tay trái cái gì đấy, chụp ảnh comment cho thầy đây, thầy sẽ xem cho. Bắt đầu nó sẽ comment bằng cách nó điền, nó đăng ảnh cộng với lại ngày tháng năm sinh ấy,
Bắt đầu mình mới xem tử vi của nó năm nay là đẹp, xấu thế này thế kia, nó cảm ơn thầy rối rít.